Xin chào các bạn, mình là Tuấn Khoai đến từ Vật Tư Làm Nông. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn sản phẩm kéo khoanh vỏ chiếc cành lưỡi kép. Kéo khoanh vỏ chiếc cành lưỡi kép này có cái chiều dài là 22 cm với cái lưỡi cắt này 10 cm, được thiết kế với dạng răng cưa. Đặc biệt là cái lưỡi cắt này nó được cấu tạo từ hai cái lưỡi dao nên là giúp các bạn có thể cắt được nhiều cái loại cành cứng, thì hỗ trợ cho cái kéo trông rất là cứng cáp hơn, bền chắc hơn. Cái cán cầm được bọc nhựa tạo nên cái thao tác cầm nắm êm ái nhẹ nhàng. Ở đây có một cái lò xo này có hỗ trợ các bạn cắt nhẹ nhàng hơn. Đường kính cắt của cái kéo này là 8 cm nên là các bạn có thể cắt được nhiều cái độ lớn cành khác nhau, kể cả những cái cành lớn một cách thật là nhẹ nhàng và thuận tiện nhất. Hiện tại Vật Tư Làm Nông đang phân phối sản phẩm kéo khoanh vỏ chiếc cành lưỡi kép răng cưa có thể điều chỉnh này với giá là 130.000. Nếu mà các bạn quan tâm sản phẩm vui lòng liên hệ với hotline 0985 110044 hoặc nhấp vào link bên dưới phần mô tả để đặt hàng các sản phẩm này các bạn nhé. Nếu quan tâm các sản phẩm của Vật Tư Làm Nông, các bạn hãy cho chúng tôi một subscribe để theo dõi những cái video mới nhất về các sản phẩm của chúng tôi bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.